Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ 68 khi tiếp tục chia sẻ câu chuyện cái bút đến tất cả các anh chị và các bạn. Và mong rằng tất cả các anh chị và các bạn khi mà nghe cái câu chuyện cái bút này có thể lĩnh ngộ được 5 cái bài học của nó và ứng dụng được nó vào trong cuộc sống của mình để đem lại những lợi ích cho bản thân mình, gia đình mình cũng như cộng đồng của mình. Và có một điều rằng khi chúng ta ứng dụng càng nhiều, kể người khác càng nhiều và lắng nghe càng nhiều về câu chuyện cái bút, về tính không và những cái bài học đằng sau nó thì chúng ta sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn, thế giới quan của chúng ta ngày càng sáng hơn và đúng đắn hơn. Đó mới là cái đích đến của chúng ta để đạt được sự hạnh phúc, bình an cũng như sự giàu có hay mong muốn được cho đi hay cả sức khỏe bản thân mình nữa. Bây giờ quý xin phép tiếp tục bắt đầu. Trên đây quý là vật gì đấy ạ? Là một cái bút. Thật sự bây giờ có con chó và cái chạy vào đây, cái hô hơn vần này trước mỏng của nó thì con chó này có hành động gì ạ? Thì người nó là cắn gặp cái vật này đúng không? Thế con chó coi đây là một cái bút không? À không, nó có thể coi đây là một món đồ chơi hay thứ gì đó thì gặp được. Thế thì ai đúng không? Người đúng hay chó đúng? À chúng ta thấy rằng là cả hai đều đúng đúng không? Thì chúng ta phải rút ra cái kết luận đầu tiên, đó là không có đúng, không có sai, tất cả đều tùy thuộc vào quan điểm và góc nhìn của mỗi người. Nên hãy tôn trọng cái quan điểm của người hay khác nhau. Trừ những trường hợp chúng ta sẽ có đúng có sai khi mà có sự đồng thuận từ trước, đó là sự đồng thuận về pháp luật, sự đồng thuận về đội nhóm, thế nào là đúng, thế nào là sai, hay sự đồng thuận giữa hai người, thì lúc đó chúng ta đã có một cái góc nhìn là đúng, là sai, thì chúng ta tuân theo nó. Còn nếu như trong trường hợp bình thường chưa có ai có sự đồng thuận thì mỗi người có một quan điểm riêng, hãy tôn trọng quan điểm của nhau để không có những cãi vã để xảy ra. Rồi bây giờ cái phần này ở đây, tất cả mọi người đều mới đi ra ngoài, chó cũng đi ra ngoài, căn phòng trở nên trống không, chỉ có cái vật này ở đây. Thế thì tại cái thời điểm này, cái vật này sẽ trở thành cái bút hay là một món đồ chơi? À không gì cả đúng không? Không còn gì ở đây nữa rồi. Thì chúng ta rút ra là cái luận số 2, đó là một vật đều có tính không hay tiềm năng, hay trung tính, nhưng lại có tiềm năng để trở thành bất kỳ một thứ gì. Tại sao nói là tiềm năng? Bây giờ căn phòng trống không và vẫn có vật này ở đây thôi. Thì ở ngoài cũng có một người bước vào và nhìn thấy cái vật này, thì vật này ngay lập tức lại trở thành cái gì? À, một cái vui. Rồi bây giờ không phải người vào trước thì mà là chó bước vào trước và nhìn thấy cái vật này, thì vật này ngay lập tức lại trở thành cái gì? Con chó. À, nó lại cắn lại ngửi cái vật này đúng không? Và vật này ngay lập tức lại trở thành một món đồ chơi. Rồi bây giờ cả hai đồng thời bước vào, thì cả người và chó đồng thời bước vào cũng nhìn thấy cái vật này, thì vật này ngay lập tức lại trở thành gì? Một món đồ chơi. Thì chúng ta thấy rằng là trong cùng một thời điểm, một vật đang trở thành hai thứ khác nhau, vừa là một cái bút, vừa là một món đồ chơi, và thậm chí có thể trở thành nhiều thứ khác nhau nữa tùy vào những đối tượng quán chiếu vào. Đó chính là tính tiềm năng của một sự vật. Một vật đang là không, đang là trung tính, lại có thể trở thành một cái bút khi người thấy nó, lại trở thành một món đồ chơi như con chó, thậm chí cần trở thành cái hai thứ khác nhau, cả người và chó đồng thời nhìn thấy, đồng thời bước vào và nhìn thấy, và có thể trở thành nhiều thứ khác nữa. Đó chính là sự tiềm năng của một vật. Rồi về cái bây giờ, câu hỏi đặt ra đó là khi cái thời điểm mà người bước vào và nhìn thấy cái vật này ngay lập tức trở thành một cái bút ấy, thì nó xuất phát từ nó, tức là tự nó là một cái bút rồi, hay xuất phát phía người thấy nó là một cái bút? À, xuất phát từ phía người, mọi người thấy nó là một cái bút đúng không? Tại vì nếu tự nó là một cái bút thì con chó phải thấy đây là một cái bút chỉ, thì chó có thể viết thư cho bạn gái à, em yêu em có một cái đuôi thật là xinh đẹp và cái mõm thật là đáng yêu. Nhưng nó không thể làm điều đó đâu, chó mãi coi đây là một món đồ chơi và gặm cắn và chơi đùa với nó mà thôi. Thì chúng ta rút ra là cái đoạn số 3 là mọi việc đều xuất phát từ mình, mọi việc đều xuất phát từ phía chúng ta mà ra. Chúng ta sử dụng cái phẩy tay này để biểu thị điều đó, mọi việc đều xuất phát từ mình. Chính vì thế chúng ta ứng dụng cái bài học số 3 này để giải quyết những cái vấn đề không đáng có. Những cái việc mà xảy ra, những điều bất như ý đối với chúng ta thì cũng đều do chúng ta mà ra. Và những điều tuyệt vời, những cái điều mà đem đến sự hạnh phúc của chúng ta cũng đều do chúng ta mà ra. Nên chúng ta hãy thành thơ chấp nhận nó và vui vẻ với những điều đó. Rồi, và bây giờ rất là tuyệt vời vì mọi việc đều đến từ phía chúng ta. Và chúng ta đến từ phía chúng ta có thể thay đổi được nó đúng không ạ? Nếu như tự nó đã là chính nó, hay nói khác, tự cái vật này nó là một cái bút rồi, chúng ta không thể thay đổi được.
nhưng rất may thay nó cũng đến từ phía chúng ta nên chúng ta có thể thay đổi được, đúng không ạ? Và bây giờ có thể thay đổi nó xem được không nhé. Tôi biến cái vật này thành một viên kim cương, chân sinh cương, bùm, gì đó. Vẫn là một cái bút, đúng không ạ? Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người để ý rằng quý đã cầu nguyện, đã suy nghĩ tích cực, đã mong muốn cái vật này biến tạo thành một viên kim cương, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thì có một điều rất rõ ràng, đó là cầu nguyện hay suy nghĩ tích cực sẽ không giúp thay đổi bất kỳ một điều gì. Thì chúng ta rút kết luận số 4, mọi việc đều không đến từ cầu nguyện hay suy nghĩ tích cực. Mà chúng ta cần phải làm gì ạ? Chúng ta cần hành động để có thể đạt được nó. Cũng như chúng ta muốn sang một con sông và chúng ta chỉ đứng ở bên này mà cầu nguyện và mong muốn đi sang bên kia sông, thì có sang được không? Không thể nào sang được. Nhưng thay vì điều đó, chúng ta bước đi thì chúng ta có thể sang được một cách dễ dàng, đúng vậy. Và tất cả chúng ta cần phải hành động thì mới đạt được điều đó. Nhưng có một điều, không phải lúc nào chúng ta hành động cũng đạt được mục tiêu. Có rất nhiều người nỗ lực, chịu khó, quyết tâm, lên kế hoạch rõ ràng nhưng vẫn không đạt được điều mình mong muốn. Và có những người thì hành động rất nhẹ nhàng, từ từ, từng bước một, từng ngày một, và họ từ từ họ đến đích, có thể đạt gấp 10 lần, gấp 100 lần những gì mà họ mong muốn. Thì chứng tỏ một điều là không phải cứ hành động chăm chỉ chúng ta đạt được mục tiêu, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chăm chỉ thì châu phải là loài giàu có nhất hành tinh, đúng không ạ? Rất chịu khó nhưng không đạt được cái điều mà muốn, được sự giàu có đó. Vậy thì cái sự khác biệt ở đây là gì ạ? Giữa cái người làm việc rất nhẹ nhàng và đạt được mục tiêu gấp trăm ngàn lần và người thì cố gắng nỗ lực nhưng vẫn không đạt được điều mình muốn. Chúng ta thấy rằng là mọi việc đều xuất phát từ phía chúng ta. Thì khi mà ta nhìn thấy cái vật này mà liền nhận ra nó là cái bút, thì thực tế trong tâm trí chúng ta, nó xuất phát từ trong tâm trí chúng ta. Trong tâm trí chúng ta đã có cái hạt giống về một cái bút rồi. Và trong tâm trí chúng ta cũng có hàng triệu những cái hạt giống khác nhau về những sự vật ở thế giới bên ngoài. Và một trong đó có một hạt giống bút. Nên chỉ cần khi một ai đó giơ cái vật này lên thì liền trong tâm trí chúng ta có một hạt giống bút đến bung nở. Và chúng ta liền trải nghiệm cái vật này ở bên ngoài nó là một cây bút. Và tương tự như vậy, những cái thứ ở trong tâm trí của chúng ta, những cái thành công hay những điều chúng ta mong muốn ở bên ngoài, nếu như trong tâm trí chúng ta đã có thì nó sẽ có những hạt giống nó liền bung nở và chúng ta liền trải nghiệm được cái thành công của mình ở trong thế giới bên ngoài và hành động để đạt được nó. Và chính những hạt giống đó chúng được gieo thông qua những cái dấu ấn ở trong tâm thức của chúng ta, thông qua những hành động, thông qua ý nghĩ và thông qua những cái lời nói của chúng ta để có thể tạo thành những hạt giống. Vậy nên để chúng ta đạt được những điều mà mình muốn thì trước tiên chúng ta cần phải tạo những dấu ấn và gieo hạt những hạt giống trong tâm trí của mình để có thể có những hạt giống đó và nhìn thấy nó thế giới bên ngoài và hành động để đạt được nó. Đó là năm cái bài học